bữa nay em học em na... violin. Vậy hả, cần phải ký thêm tờ giấy nữa hả? I have to know là if you're bad, mình make sure mình is responsible, then not. Chết cha chùa. But not for em, how you bad now? Chết cha chùa, vậy là phải giữ cho kỹ nhé. Tờ đó chưa đủ hả? Chưa, tờ đó chỉ mới mượn thôi, còn bây giờ là hư là phải đền. I have to know. Chà chưa. Chà chưa. Anh không biết hết đâu. Lấy bố mua đại cái đèn kia cho thằng KL đi, khỏi chịu trách nhiệm. Hay là bố mua cho KL cái đèn. Get your water bag. Rồi đi về. Hôm nay học đàn kéo đàn sao con, kể nghe kìa. Anh không biết dùng đàn. Chưa có được dùng nữa hả? Ừ. Cái thầy cái này. Người đó cho coi. Ờ bạn đó được rồi. Đó thì bạn lấy. Bye Simon. 3, 2, 1. Oh, yeah! You're looking beautiful! Oh! Yeah. Ernest, 20 years old. Yeah! That's it's not tuned yet, dude. It's not tuned. You all gonna talk to Mr. Reese. Em chưa có được đàn luôn hả? Em có một cái rồi. Em có một cái trong trường rồi, chứ mình chưa được đem về phải không? Oh, đánh tay hả? How do I do this? How do I do this? I wanna hear you play. Cây nó giống nhau. Cây kia nó ngắn hơn, có 1/2 à. Của cây là mờ. Thôi em đi về. Đứa mới học, đứa học lâu rồi đi đuối nhau. Đi đi con, đi về con. Sao sao, đủ dữ đủ chưa? Thôi đi về nè. Bye bạn đi. Cài lại zip lại đi lên. Em mới đưa thử cái cây nhỏ cho anh hai chơi thử. I know, right? Because this has a tune. Bye đi, bye bạn đi. Bye Simon. Bye Sammy. Yeah, he got this right back. This is old, right? Yeah, no, I'm